Văn Quyết gia hạn với câu lạc bộ Hà Nội đến 2025. Sáng ngày 28 tháng 10, câu lạc bộ Hà Nội thông báo đạt được thỏa thuận gia hạn với số 10 của đội bóng. Hai bên gắn bó đến hết năm 2025 sau khi đạt được nhiều cam kết trong tương lai xa hơn. Văn Quyết có thể an tâm cống hiến tiếp tục cho đội bóng giàu truyền thống. Cả sự nghiệp của tôi đã gắn bó cho câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, nên với tôi nơi này thật sự đặc biệt. Ở đây cho tôi tất cả, từ danh hiệu đến gia đình, nên việc được cống hiến và đóng góp cho đội bóng trong khả năng của mình luôn là điều tôi mong muốn nhất. Theo câu lạc bộ Hà Nội, Văn Quyết sẽ hết hạn hợp đồng vào cuối mùa giải 2022. Từ giữa tháng 9 năm 2022, hai bên đã bắt đầu đàm phán. Ban lãnh đạo đội bóng thể hiện thiện chí mong muốn cầu thủ người Hà Nội tiếp tục đồng hành trong sự phát triển của đội bóng. Mục tiêu của tuyển thủ Việt Nam là cùng câu lạc bộ Hà Nội vô địch V-League 2022. Họ đang dẫn đầu giải với 40 điểm và giữ khoảng cách 2 điểm với đội xếp thứ hai. Quả bóng vàng Việt Nam 2020 muốn giành vị trí cao nhất để hiện thực hóa cơ hội thi đấu ở giải đấu cao nhất châu Á ở cấp câu lạc bộ. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!